giá cà phê hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2023 trung bình ở mức 64.000 đồng giảm 500 so với ngày hôm trước. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum được ghi nhận ở mức 64.400 đồng. Giá cà phê trong nước mà giá cà phê.com niêm yết mỗi ngày được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp, đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước. Bản tin luôn cố gắng để bám sát nhất với từng vùng, tuy nhiên sẽ có những ngày giá niêm yết không hoàn toàn khớp với giá cà phê thu mua tại địa phương của bà con, nhưng tin rằng thông tin được niêm yết là nguồn thông tin tham khảo giá trị cho bà con.